Đấy, chào các bác nhá, trong buổi chiều ngày hôm nay đang rất là nhiều khách hàng qua trực tiếp để trải nghiệm cái chất âm đến từ cái bộ dàn âm thanh mà bên em đang phối ghép đây. Em ơi, tức chiều đêm nay mình trong giây phút biệt nghẹn ngào. Tại các bác và anh em đang được trải nghiệm cái chất âm đến từ cục đẩy D50S này, kết hợp với một chiếc mic ED68 Plus với một đôi loa với VK921 nha các bác. Hiện tại chỉ với 3 thiết bị thôi, chưa có loa súp này. Hiện tại loa súp chưa mở nha các bác này. Đấy.